đội DOC Sài Gòn và đội Dương nhìn đây. Rồi ok anh ơi, anh đây là cho 5 cầu thủ đá sân một sân dài này. Mở màn trận đấu là đội Nha Trang đã cho đội Ducati một pha đi nhặt bóng hơi xa. Sút đi, sút đi. Thành ơi, sút. Nào sút. Hay lắm. Thời gian chết của trận đấu rất là nhiều nha. Đây là diện tích bằng 2 sân bóng chuyền gộp lại. Đội Nha Trang đã ép rất là nhiều.
Thanh. Cameraman coi như là đi bộ dọc sân đấy, thấy mệt rồi. Sân trơn bóng ướt. Sút luôn. Có phát sút luôn em ơi. Đáng thẳng vào gôn đấy. Hả? Đội Ducati đá là hơi bị lập bập. Không. Này, sút luôn, có bóng là sút. Để mà sút. Về thành cho sút này. Mấy phút anh? Một hiệp mấy phút? 3 phút. Em quay từ đầu á, Là 18 phút 30 à? Đó, chưa 15 16 phút rồi. Đó. Cho hết nhanh đi rồi còn đội khác đá nữa. Trọng tài ở bên đội Nha Trang à? Trọng tài này. Nha Trang, cố lên. Mai tu cái tí đốc mình bỏ mẹ. Ôm lại ai rồi? Đội Nha Trang bắt đầu phá bóng. Yeah.
với 10 phút. Đâu, đội tay full đâu? Hả? Rồi mặc bộ đó đúng không? Rồi đội đi em đâu rồi? Anh Hiền lên trên, lên trên. Lên trên kéo kéo họ ra góc ấy, kéo họ ra góc. Vào trong.